Em vào đây khoảng tôi quay vào đây khoảng bao nhiêu đó? Tôi quay vào đây khoảng 10 mét. Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ cùng với một anh hướng dẫn viên du lịch, đó là anh Dũng, là sẽ đưa chúng ta đến một địa điểm khá chi là xa lạ. Xa lạ với những người chưa biết, còn như rất quen thuộc với những người biết rồi. Đó là một cái vách núi, người ta gọi là vực đá trồng nha anh em. Đấy, thì hôm nay anh Dũng sẽ đưa mình đến để xem, là để khám phá xem có điều gì đặc biệt ở đây mà người ta gọi là cái vách núi, vách đá nguy hiểm và đẹp nhất ở cái khu vực cao nguyên Vân Hòa nha anh em. Ok. Chưa gì đã thấy mệt rồi. Thì cơ bản ở đây cái đường đi khá chi là khó khăn anh em ạ. Sau một hồi đi khoảng 15 phút từ nhà. Đấy, mình chạy đến cái dốc đất núi đá. Và cơ bản nhìn xung quanh thì đùi núi rất chi là hùng vĩ anh em. Đấy. Ta sẽ tiến hành đi xuống đây. Mà không biết là anh em chúng tôi sẽ có đi được hay không. Anh bắt cá đây ấy. Nào bắt cá. Hả? Cá nữa anh phơi đâu. Thì rồi món cá phơi hả? Lát nữa mà đói ra đây lượm ăn. Phải nói là khá chi là vất vả anh em ạ. Đấy. Bây giờ tôi sẽ phải leo ngược lên phía trên mới gặp được con suối là đẹp hùng vĩ nhất ở đây. Và phần nguy hiểm nhất ở đây. Và các bạn đừng đi đâu xa thì lát nữa tôi sẽ review cho các bạn thấy. Và ở đây mình sẽ dùng cái bối cảnh này, mình sẽ đóng một bộ phim, một phân cảnh trong bộ phim series phim kinh dị nha anh em. Thứ 6 ngày 13 mà hôm nay là chủ nhật. Đấy, anh em thấy phía sau đá rất là nhiều anh em ạ, nắng nữa. Đáng nhẽ đi sớm nhưng mà do là có cách chuẩn bị hơi lâu. Đấy, mua dây thừng để đi leo núi anh em. Không biết leo thừng dây thừng bò không biết leo được không đây. Ủa thế. Wow, đến rồi anh em ạ. Đấy, sau một vòng theo chân thổ địa thì anh em mình đã tới được nơi. Wow, khá chi là đẹp. Wow. Oh shit. Ôi chô. Này sao người ta không làm du lịch ta? Không. Ở đây làm du lịch y bài chứ. Vâng. Có mấy cái vườn cái to này. Wow. Đây mình quay lên đây không biết là mấy anh cái cảnh anh thấy anh có khoái không, nhưng mà cây vườn mình thấy là mình khoái rồi. Thì what? Thì nhiều luôn. Đây cây nữa này. Một cây này. Hai cây này. Cây này là cây thứ ba này. Chỉ 4 cây, 5 cây, ôi trời ơi, nhiều vãi. Ui. Wow. À, mình nhớ cái đây mình đi rồi sao ạ? Đó, anh em thấy không? Đây gần ta dĩa là cái gì? Không ăn thua gì với cái đây đâu anh em ạ. Đây người ta gọi là cái gì thế? Đá trồng hả? Thì theo anh thổ địa thì anh nói ở đây là vực đá trồng anh em ạ. Đá trồng nhưng mà không biết là vực đá vợ ở đâu. Trồng là phải có vợ chứ đúng không? Hay là trồng đống? Vợ dưới kia hả? À, trồng phải ở trên, vợ phải ở dưới. Hợp lý, cũng hợp lý đúng không? Anh nói là vợ dưới kia. Rồi, theo mình nghĩ là trồng đây thì chắc trồng đống thôi chứ không phải là vợ chồng đâu anh em ạ. Rồi, đây chụp vài tấm ảnh selfie phải nói là hợp lý này. Hợp văn lý. Đấy, yeah. Đây là diễn viên chính của chúng ta trong series phim thứ 6 ngày 13. Văn Thuận trong vai Thuận Kinh Dị. Mình sẽ đi theo chân thổ dân. Anh thổ dân ở đây, anh làm gì? Làm gì đấy? Cái chim đậu hả?
thấy anh thổ địa địa phương gần 40 tuổi, hơn 30 tuổi rồi, chưa có mảnh tình vắt vai nhau. Mấy cháu nào có thấy thích thì liên hệ với thổ địa, thổ dân. Thử mấy chút đã. Ngon cho người ta không làm đấy, thì chưa tìm hiểu mai mốt sẽ có hơn. Anh em thấy quang cảnh đây rất mát mẻ nha, xanh tươi và mát mẻ. Đây mình sẽ tiến lại gần hơn từ bên cái thác bây giờ khô nó không chảy rồi. Mình sẽ tiến lại gần hơn ở cái thác như là cái hang động đấy, nghe bảo có hang động mà không biết là hang động ở đâu. Ok thì thôi cũng thuận kinh dị. Đi khách thì nó vất vả, thuận chứ. Lỗi anh em là mình dùng cái iPhone 6 này quay nó hơi mờ nha, anh em xem thông cảm nha. Sắp tới mình sẽ đầu tư một cái máy quay xịn hơn, chất lượng 4K để cho anh em, để anh em có thể theo dõi và gửi đến anh em những clip, những cảnh quan giá trị, chất lượng tốt hơn. Đấy anh em có thể thấy khá là đẹp. Này là mùa tháng 7, mùa nắng hạn nha anh em, nhưng mà nước ở đây còn rất là sâu. Nước gì đây, sâu do bao nhiêu mét anh Dũng? Đi không xuống à? Có hang không? Có hang không Thuận? Hả? Có hang anh em ạ. Thì nó có hang động đó. Sao? Ồ. Giá trị cái hang. Mình sâu đâu không? Có đất rồi mà sâu. Ủa, đá anh kia có khi nào nó rớt xuống rồi đâu. Ở trên đây là hang động anh em. Wow. Trong kia hang rất là sâu nha. Thuận vô thừa nhận. Thì lắc đầu chú. Hả? Vô thử khám phá thử cái hang động sao chứ. Nguy hiểm mà. Đấy anh em thì thấy ở trong đây có cái hang động khá chi là sâu. Sâu ở, nằm ở bên trong mà không biết là có gì ở đây. Và chưa ai vào đấy, chưa ai vào rồi chú. Tí nữa mình vào mình sẽ khám phá thử bên trong thì có gì nha anh em, cũng như là thử thách mạo hiểm nữa. Đấy, mình là con người ưa mạo hiểm mà. Ok cái này quay khoảng cao khoảng gần chục mét, 7 mét. Mở đây vực đây khá chi, đây là mùa nước cạn nhưng mà nước nó vẫn chảy róc rách anh em. Đấy đẹp chưa. Bên trong mình phải thay đồ đã anh em ạ, để tình trạng nó bị ướt. Mang cái thân đây để tí nữa đóng phim mà leo núi anh em. Wow, nước lạnh quá. Đấy. Ok. Wow, vào sâu bên trong rồi nha mọi người.
ngập nước không, mùa mưa cũng ngập nước mà sao ở trong này thì có chai thuốc cỏ nha. Rồi dưới hầm thấy anh em đó. Đá xếp chồng lên nhau rất là xít, rất là kín. Ai đến đây thì cũng nên ghé vào cái hang này một lần, cảm giác từ trong sống trong hang động mới như nào. Đấy, mọi người thấy xong thì đây xung quanh nấm mốc các rêu rong ở trong này thì cũng có rồi, nhưng mà nấm trong này kiểu như không có ánh sáng ấy nhỉ, không có ánh sáng nên là nấm mọc khá là nhiều. Đấy, này nấm mốc nấm ẩm ấy nhỉ. Ok, thì từ ngoài vào đây khoảng bao nhiêu đó, từ ngoài vào đây khoảng 10 mét, cống 10 mét anh em ạ. Cũng khá là nguy hiểm vì trong này nó trơn trượt và tối, nhờ những cái ánh đèn flash của mình đây đó. Ok, thấy chưa? Dạ. Yeah. Rồi, đi ra. Đi tập, đi tập đây. Phải gì nhất kia không ta? Thôi, rồi, mình sẽ đi ra thôi. Đây đường thì khá là chỉ ta. Mình nghe cái gì đùng đùng. Mình sẽ quay trở ra. Ok, và để thêm thần vị cho đoạn phim, đoạn clip thì mình sẽ thử leo lên cái vách núi phía sau nha anh em. Đó, anh em thấy vách núi phía sau không? Rồi. Cao khoảng bao nhiêu mét đấy chú? 12 mét không? Tầm 12-13 mét đấy nha. Đó, mình sẽ thử leo lên. Đó. Ok. À. Ok, mình sẽ leo lên cái vách núi này nha anh em. Đấy, mình hộ ở đây à. Đây, mình đã chuẩn bị sẵn hai bộ dây nha. Mình lên trên đó. Thank you.
sáu cái này mình chim ạ. Chồng ba chào. Ta là leo lên được cái vắt đầu rồi, giờ ta sẽ leo xuống. Leo ba, xuống vắt đầu khác. Khá chi là mạo hiểm. Cộng dây nó nhỏ lắm. Không. Không. Gần tới, còn mét rưỡi nữa tới. Có. Có khi đá. Cái vách đá này độ cao khoảng tầm 10 đến 15 mét. Cao hơn cái vách bên kia. Đụng nước rồi. Và trước khi tôi nhảy xuống để đảm bảo an toàn, tôi nhờ thằng em ra dò xem thử có đá ngầm ở đây không. Thì cơ bản thằng em bơi ra một vòng thì nước khá là sâu, mắt lạnh nên tôi cũng an tâm phần nào. Nhảy đi. Thực sự là mình lạnh cú rồi, không thấy đấy. Lạnh lắm anh ạ. Ok, mình sẽ trèo lại một lần nữa. Đấy.
và mình thực hiện tâm bắt chăn tô để xem như nào nha anh em. Không biết có chăn được không mà hãy tích nước, tích nước bằng lưng. Cái gì tiếp nữa nhỉ? Cái gì tiếp nữa? Không có nào mà nhìn thành vậy đâu. Chân ngu. Khá chi là phê anh em ạ. Mà thật với anh em thì lên đấy nhìn vậy thôi chứ mà lên đấy rồi mới biết cảm giác nó hồi hộp, nó nói chung là nó có một phần sợ à, nào sợ chứ kiểu dương sợ. Và bây giờ là 12 giờ trưa nha anh em, hơi mạo hiểm đấy. Nước ở đây thì bao sâu đấy, bao sâu cho anh em khám phá đấy. Mình cũng tính bay từ trên kia xuống nha, từ trên cao kia, nhưng mà thôi cái gan mình nó bé lắm, mà tới đấy thôi. Ok đó, bây giờ là thời gian nghỉ, anh em mình sẽ nghỉ ngơi ăn mì tôm. Nghèo, nhà nghèo con đông, ăn mì tôm. Và để lát nữa sẽ tiếp tục cái cuộc hành trình. Và ở đây mình sẽ quay một số cảnh phim kinh dị ở đây. Khá chi là hợp lý, đúng không?